Tụi con chào ông bà ngoại. Chào ma cháu. Tụi con nhớ ông bà ngoại sáng giờ luôn. Ôm ông bà ngoại một cái coi. Một cái thôi. Dễ thương quá. Ông bà ngoại có mua trái cây cho tụi con không? À thì ra chứ đợi trái cây á chứ đâu có nhớ ông bà ngoại phải không? Đó, thấy chưa? Ông ngoại có nghe cháu ngoại tôi nói gì không? Có nghĩ xấu cháu ngoại tôi không hà? Tôi biết rồi. Ba má mệt không, thôi nghỉ ngơi chút xíu ha. Giờ tụi con đi làm. Nè, hai đứa nè, mẹ dặn nè nha. Không có quậy ông bà ngoại nha. Làm ông bà ngoại mà mệt đó là mẹ đánh đòn nghe chưa? Dạ, ôi, biết rồi. Dạ. Biết rồi phải không? Dạ. Để lo đi làm đi anh. Thôi con cho phép ba mẹ đi. Ba cầm tiền nha. Cầm tiền. Con mua trái cây, con mua đồ ăn đủ trong tủ lạnh hết trơn. Hết giờ á, má thèm gì á thì má cứ nấu, ba thèm gì cứ nấu, nhưng mà nấu ít thôi, nấu ăn đỡ đói thôi, chứ chiều tối con về á con nấu cả nhà mình ăn cơm nha. Trời ơi con đừng có lo, cái này để cho hả là ba má lo cho. Trời ơi cứ yên tâm đi, đi con đi để chồng thôi, con giữ tiền thôi. Ba cầm tiền đi, lỡ nhà có mua xài gì xài, con đi làm nha. Thôi ba giữ tiền đi, tao có tiền mà. Thôi ba cứ cầm tiền đi, đâu có sao đâu. Thôi nó kêu cầm thì cứ giữ cầm cho nó vui đi, không sao kỳ. Đừng bye bye, xíu nè. Đó, xe này, xe tải chở hàng nè. Ủa Ngân gì? Thôi đất ơi, mê chơi mà tôi về không biết luôn nè. Đây, cái gì đây? Mới mua hả? Dạ. Sao? Mẹ ơi, ông ngoại mua cho con gốc bông nè. Thôi, gốc bông con nhiều lắm rồi. Sao mà ông ngoại mua chi tốn tiền ngoại vậy con? Tụi con đâu có đòi đâu, ông ngoại mua cho tụi con mà. Con không đòi sao ông ngoại mua mà ba ơi. Tại vì tụi nó được chơi nhiều lắm mà, coi nè. Đầy nhà trên nó chơi vài bữa cái nó tức à. Kệ đi con, có bao nhiêu đâu, mua cho tụi nó chơi mà. Ừ, đúng rồi đó, nó có nhiêu tiền đâu con. Trời ơi. Uống thôi ba. Nãy giờ còn vẽ không chơi gì vậy anh Duy? Chơi gì đó? Nè. Sao mà không chịu ăn, ngồi nhơi hoài vậy ta? Ăn đi con. Lúc nãy á, má thấy ông ngoại á mua kẹo cho hai đứa nó ăn. Chắc giờ á no rồi, không ăn nổi nữa chứ gì. Thôi, ráng ăn đi con. Ủa? Hai đứa mẹ dặn sao? Mẹ dặn sao? Trước giờ ăn là không được ăn bánh ăn kẹo. Giờ tới giờ ăn con còn con dơ vậy. Hai đứa bình thường thích ăn pizza, mẹ mới mua pizza về. Giờ vậy đó hả? Mẹ không cần biết. Hai đứa phải ăn hết hai cái phần pizza này cho mẹ, không thôi mẹ đánh đòn á. Thôi đi em. Lỡ rồi. Con ăn được bao nhiêu đi em. Đừng ăn ráng. Không ăn nổi á thì tí nữa ăn tiếp. Nghe rõ chưa? Dạ. Lỡ lần này thôi nhanh chưa? Dạ. Mình cũng chết vậy. Ai làm gì em bực mình? Thì ba với má đó. Không phải là bực mình ba má, mà tự nhiên ba má chiều hai đứa nhỏ làm chi, mua ba cái đồ mắc tiền. Thì chắc hai đứa tụi nó đòi thì ông bà mới mua. Trời ơi anh biết không, mấy cái món đồ đó hả, cả một món là cả 1 triệu. Mà em không biết sao mà hả ba má đi chiều hai đứa nhỏ vậy nữa. Sao mà mắc dữ vậy ta? Lỡ ba má không có tiền tội nghiệp em biết không. Thương cháu quá, em biết thương cháu quá, nhưng mà làm gì tụi nó hư. Lại ba má tốn tiền em tức quá trời. Thì biết ông bà cưng chiều nên hai đứa nó mới vậy á. Mà thôi, chuyện cũng lỡ rồi, em cũng đừng nói lại nữa. Ông bà biết lại không vui. Thôi, đi ngủ đi. Ngủ gì nay mà bổn chứ tự nhiên ra đi. Chào mẹ tụi con mới về. Ờ giỏi. Ủa, ông bà đâu? Ông bà đang nói chuyện với mấy người hàng xóm bên kia kìa mẹ. Đi chơi vui không? Dạ vui. Vui quá trời hả? Giấu giấu gì sao lưng đưa đây coi coi. Đây coi coi, đưa mẹ coi, bị đòn bây giờ, đưa coi coi. Đây, còn bên đây nữa. Ông ngoại mua cho con đó hả? Dạ. Mấy cái này mắc lắm, sao con đòi ông ngoại mua, mẹ đâu có cho đâu, ông ngoại đâu có tiền. Ông ngoại kêu cho tụi con mua thôi. Cái gì, ông ngoại sao? Ông ngoại kêu tụi con mua. Con không đòi sao ông ngoại biết con thích mà mua. Hả? Mẹ dặn sao? Đi chơi không có đòi mà. Sao cãi lời mẹ vậy? Đi lên lầu mẹ tắm rửa nè. Mồ hôi một kê không à? Dạ. Tụi nó đi chơi vui vậy. Ừ. Tôi thấy ông cũng vui ra mặt rồi đó nha. Mà sao hôm nay thấy ông mua đồ cho mấy đứa nhỏ thấy hơi nhiều đó nha. Cần ngày tôi thấy ông tiếc tiền lắm mà sao hôm nay mà ông bung tiền ra dữ vậy? Thôi kệ nó đi, đâu có nhiều đâu, mua cho tụi nó chơi thôi mà. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà ông ơi, tôi thấy hai đứa bé nó đi học tối ngày à. Mà cha mẹ nó thì cũng đi làm tối ngày. Thấy tội quá ông ơi. Hay là mình nói với vợ chồng nó cho hai đứa nó hả, dụ hề ở chung với mình đi. Ở dưới quê mình cũng có trường học mà. Mình là ông bà già, thấy con cháu mình ở trên đây á mà nó được vui vẻ, hạnh phúc á là mình nó mừng rồi. Tiền bạc cái ăn bao nhiêu cũng hết. Nên á, tôi mua đồ chơi cho tụi nó để tụi nó vui chơi đó, để nó được bằng với bạn bè, không phải thiệt thòi bà ơi. Ông nói á, tôi nghe cũng có lý à nha. Chào con. Ba má, nãy đi chơi mấy đứa vui không ba má? Trời ơi, vui quá chừng. Đòi mua tùm lum đồ hết trơn hà. Trời ơi, có bao nhiêu đâu không biết nữa à. Con thấy mấy cái đó nó mất tiền cũng chết luôn á. Đâu có nhiêu tiền đâu con. Con biết á là ba má không bao giờ hả cảm thấy tiếc tiền với cháu mình hết. Mà biết sao không? Tại vì nè, con nít ở thành phố á, nó dễ đua đòi lắm. Nên hai vợ chồng con hả cũng nghiên cứu coi sách rồi coi dở rồi cũng biết cái cách mà dạy con. Thật ra lâu lâu con cũng có mua quà cho nó chứ ba đừng có nghĩ là con không mua. Có mua nhưng mà vậy nè, con ví dụ như một tuần này nó có điểm thưởng nhiều quá thì con mua con cho. Chứ còn tự nhiên mình cho nó dễ quá, ví dụ như bữa nay được cái này là nó đòi cái khác. Nó thấy bạn nó có là đòi vậy. Cái thành ra cái con mình nó bị đua đòi á. Nên con cũng hơi lo, hai vợ chồng con cũng tiện tặng mà. Rồi á, với lại cái điều quan trọng nó giảm cái sức phấn đấu của nó. Ví dụ như nó muốn cái món đồ chơi nó phải cố gắng học giỏi, hay nó làm việc nhà nó phụ mẹ, phụ ba như vậy đó, hay hoặc là nó ngoan với ông bà, thế như vậy có vui hơn không? Con biết á là ông bà thương cháu lắm, nhưng mà mình mua gì mua rẻ, mua gì con cũng tiết tiền. Chứ đồ chơi nó chơi con nít nó chơi bữa hai bữa nó chán hà. Con cũng biết mà. Nên mai mốt bà mua rẻ thôi ha má. Ừ, ba hiểu rồi. Ba cũng không nghĩ tới chuyện đó. Ba chỉ nghĩ á là tụi nhỏ nó thích cái gì á thì ba mua cái đó cho tụi nó. Dạ. Con yên tâm. Từ nay á ba sẽ không phung phí như vậy nữa. Dạ con hiểu rồi mà má yên tâm đi. Tại vì á bình thường á tụi con cũng tổ chức cho nó đi chơi. Đi chơi trong nhóm của con á, mấy bà mẹ bỉm sữa chơi với nhau. Rồi cái cũng mấy ông chồng cũng ha dắt mấy đứa nhỏ đi chơi chứ không có bỏ. Má đừng có lo như vậy nha. Cháu của má được chơi đầy đủ. Là học hành là học giỏi. Bây giờ má biết rồi con gái à. Dạ giờ ba má ta lên trển tắm rửa thì con nấu cho xong bữa cơm cái cả nhà mình xuống ăn cơm nha. Thôi ông lên tắm đi, để tôi ở đây tôi dụ tôi phụ con gái một chút. Đó, không? Má dưới đây má dạy con nấu ăn đó, ba lên chỉnh tắm rửa. Rồi, đi ông đi ha.